Thưa quý vị, dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đồng chí là tấm gương sáng về tinh thần suốt đời học tập, tu dưỡng, rèn luyện, vươn tới tầm cao của trí tuệ, trở thành một nhà trí thức, một nhân cách lớn. Với phẩm chất, tài năng, uy tín và nhiệt huyết cách mạng, đồng chí đã được Đảng và nhân dân ta tin tưởng giao nhiều trọng trách. Ở cương vị nào, đồng chí cũng đem hết trí tuệ, nhiệt huyết và tài năng để cống hiến. Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các anh hùng lao động và gia đình đồng chí Huỳnh Tấn Phát. Đồng chí Huỳnh Tấn Phát sinh ngày 15 tháng 2 năm 1913 tại làng Tân Hưng, quận An Hóa, tỉnh Mỹ Tho, nay thuộc xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Kế thừa truyền thống của quê hương và gia đình, đồng chí Huỳnh Tấn Phát đã sớm hình thành tình cảm yêu nước, thương dân, giác ngộ lý tưởng của Đảng và đi theo con đường cách mạng vô sản. Là một kiến trúc sư nổi tiếng, Huỳnh Tấn Phát có nhiều điều kiện để sống một cuộc sống dư giả về vật chất và danh lợi. Nhưng kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát đã từ bỏ cuộc sống giàu sang cá nhân để đến với Đảng, với cách mạng. Từ khi dấn thân vào con đường cách mạng cho đến hơi thở cuối cùng, đồng chí luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng mà mình đã chọn, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Tổ quốc, trước Đảng và nhân dân. Những công hiến to lớn và tấm gương sáng ngời của đồng chí sẽ còn in đậm trong tâm khảm đồng bào, đồng chí mãi mãi được toàn Đảng, toàn dân ta trân trọng, ghi nhớ và biết ơn. Trọn đời đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, đồng chí Huỳnh Tấn Phát đã hoạt động không ngừng nghỉ, phấn đấu hết sức mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, vì lý tưởng cộng sản cao đẹp. Cuộc đời của đồng chí Huỳnh Tấn Phát rực sáng những tình cảm sâu sắc và bao la đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân. Đồng chí là tấm gương sáng về tinh thần suốt đời học tập, tu dưỡng, rèn luyện, vươn tới tầm cao của trí tuệ, trở thành một nhà trí thức, một nhân cách lớn. Trong sinh hoạt và tác phong hàng ngày, đồng chí Huỳnh Tấn Phát là một mẫu hình giản dị, thanh tao, khiêm nhường, luôn cởi mở, chân tình. Mọi người có dịp gần gũi đều cảm nhận ở đồng chí dáng dấp của những người thân yêu nhất trong gia đình, vừa nghiêm khắc, vừa thân thiết, độ lượng và đầy tính nhân văn. Tình cảm chân thành sâu sắc của đồng chí không chỉ dành cho đồng bào, đồng chí mà còn sâu đậm, gần gũi, thắm thiết với Đảng bộ và nhân dân Bến Tre, quê hương nghĩa nặng tình sâu đã sản sinh, nuôi dưỡng, hình thành nên một nhân cách lớn Huỳnh Tấn Phát. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát là dịp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta cùng nhau ôn lại những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đúc kết những bài học bổ ích cho công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hôm nay. Cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đã để lại cho chúng ta bài học quý về sự lựa chọn lý tưởng sống, lựa chọn con đường đấu tranh cách mạng. Đó còn là bài học về tính kiên định và lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc và nhân dân, về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, về sự gắn bó mật thiết với nhân dân, về không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, cao đẹp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát mãi mãi là niềm tự hào của đất nước chúng ta. Luôn cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân ta tiếp tục vững vàng, kiên định trên con đường độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới, kiên định các nguyên tắc xây dựng đảng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước, hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh và hạnh phúc. Người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Noi gương đồng chí Huỳnh Tấn Phát và các vị tiền bối phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, trong đó có Đảng bộ và nhân dân Bến Tre anh hùng, nguyện đồng tâm nhất trí, luôn phấn đấu không ngừng trên hành trình khát vọng. Tổ quốc được độc lập và thống nhất, nhân dân được tự do, ấm no, hạnh phúc, nhân loại được sống trong hòa bình và hữu nghị. Trước đó vào sáng nay tại tỉnh Bến Tre, Thủ tướng Phạm Minh Chính, các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,
nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm đồng chí Huỳnh Tấn Phát. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân và biết ơn sâu sắc đồng chí Huỳnh Tấn Phát, nguyên Chủ tịch Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhà trí thức uy tín lớn, tấm gương tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, kiến trúc sư tài năng, sáng tạo. Sáng nay trong chương trình công tác tại Bến Tre, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi khảo sát hiện trường, đôn đốc dự án cầu rạch Miễu 2 tại huyện Châu Thành và khảo sát tuyến đường ven biển Bến Tre, thăm hỏi động viên người lao động thi công trên công trường. Cùng đi với Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương và tỉnh Bến Tre. Kiểm tra công trường cầu rạch Miễu 2, Thủ tướng yêu cầu làm công trình phải đồng bộ, hiện đại, quy hoạch phải lâu dài, tầm nhìn đột phá. Bộ Giao thông Vận tải phải chấn chỉnh việc đấu thầu tư vấn, bảo đảm công khai minh bạch, không được để công trình đội vốn, không để đấu thầu một giá, đang làm lại một giá. Phải tính việc sau khi hoàn thành công trình thì giá đất sẽ tăng lên, nghiên cứu bố trí các nút giao hợp lý, khai thác tối đa lợi thế công trình. Thủ tướng đề nghị các đơn vị thi công phải tăng ca, tăng kíp, ứng dụng khoa học công nghệ để rút ngắn tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác vào tháng 10 năm 2025. Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre sớm 6 tháng so với tiến độ đề ra vào tháng 4 năm 2026. Cùng với đó, chính quyền các cấp tỉnh Bến Tre, Tiền Giang phải tích cực khẩn trương giải phóng mặt bằng cho dự án, công tác đền bù cho người dân phải thỏa đáng, đúng quy định. Công tác tái định cư phải được làm nhanh, sớm ổn định đời sống nhân dân, tạo không gian phát triển mới. Bộ Giao thông Vận tải phải chỉ đạo các ban quản lý dự án tránh để kéo dài đội vốn, phải ra soát đấu thầu tư vấn, nhà thầu để tạo sự cạnh tranh lành mạnh, tránh tiêu cực quân xanh quân đỏ, bán thầu và thông thầu. Các nhà tư vấn phải làm đúng, làm đường cao tốc phải đúng tiêu chuẩn cao tốc. Quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, đã đầu tư xong là phải hiệu quả lâu dài, tránh việc vừa làm xong đường đã phải tính kế hoạch mở rộng. Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo phải bảo đảm chất lượng công trình, yếu tố kỹ, mỹ thuật. Bộ Tài nguyên và Môi trường phải chỉ đạo bảo đảm nguyên vật liệu cho nhà thầu, các mỏ, nguồn đất, cát phải giao cho nhà thầu. Các tỉnh phải làm nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, giáo diết kiểm tra ngay việc cung ứng nguyên vật liệu. Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối liền tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Cách cầu rạch Miễu hiện nay khoảng 3,8 km về thượng lưu sông Tiền. Công trình dài 17,6 km, có tổng vốn đầu tư hơn 5.175 tỷ đồng, được chia làm 6 gói thầu xây lắp. Cầu có điểm đầu giao cắt giữa quốc lộ 1 với đường tỉnh 870, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, điểm cuối kết nối với quốc lộ 60, tại đường dẫn cầu Hàm Luông, thuộc thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Dự án cầu rạch Miễu 2 khi hoàn thành giúp giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên cầu rạch Miễu hiện hữu. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát thực địa dự án tuyến đường bộ ven biển, phần kết nối giữa Bến Tre với tỉnh Tiền Giang bằng trực thăng. Ngày 1 tháng 9 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1454 phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó quy hoạch tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn Bến Tre có điểm đầu tại ranh giới tỉnh Bến Tre và tỉnh Tiền Giang, điểm cuối là tại ranh giới tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Tuyến đường có tổng chiều dài dự kiến là 53 km, tổng vốn đầu tư hơn 28.500 tỷ đồng. Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Tiền Giang và Trà Vinh đi qua ba con sông lớn gồm sông Tiền, sông Hàm Luông và sông Cổ Chiên, tạo nên tuyến vành đai kinh tế ven biển quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh tiểu vùng Đông Bắc đồng bằng sông Cửu Long, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển nhiều ngành kinh tế chủ lực của các địa phương. Tiếp tục phiên họp thứ 20, sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo và cho ý kiến về một số vấn đề lớn, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi. Cho ý kiến về hai nhóm vấn đề lớn còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi, gồm đối tượng phạm vi ảnh hưởng luật và xử lý tranh chấp bảo vệ người tiêu dùng tại tòa án.
đa số các đại biểu đều đồng tình với quan điểm thể hiện khái niệm người tiêu dùng phải bao gồm cả cá nhân và tổ chức như trong luật hiện hành, chứ không phải chỉ là cá nhân như chính phủ trình. Vấn đề xử lý tranh chấp tại tòa án cũng giữ nguyên như luật hiện hành và bổ sung thêm quy định về thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp vụ việc dân sự. Cũng cần có đánh giá kỹ lưỡng việc thực thi thủ tục rút gọn nhằm bảo đảm có những quy định phù hợp khả thi khi luật có hiệu lực. Chúng tôi tán thành với loại ý kiến là khái niệm người tiêu dùng là có cả tổ chức. Phương án này sẽ tạo cơ chế bảo vệ nhanh chóng hiệu quả khi xảy ra các trường hợp số đông người tiêu dùng bị thiệt hại do vi phạm từ phía nhà sản xuất kinh doanh, nhất là các trường hợp như nhà trẻ, trường học, doanh nghiệp mua hàng tiêu dùng cho trẻ em, cho học sinh, cho công nhân, v.v. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận các vấn đề lớn khác như bảo vệ thông tin, sử dụng thông tin của người tiêu dùng, trách nhiệm của người tiêu dùng, trách nhiệm đối với sản phẩm hàng hóa dịch vụ không bảo đảm chất lượng, bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch đặc thù với tổ chức cá nhân kinh doanh, quy định rõ về bán hàng trực tuyến. Một vấn đề khác được Chủ tịch Quốc hội lưu ý là nội dung nghĩa vụ người tiêu dùng thể hiện trong dự án luật chưa được đầy đủ và ngang bằng với quyền lợi. Ví dụ như đây chúng ta thiên về cái việc là tập trung bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thôi. Rồi nghĩa vụ trách nhiệm gắn theo như thế nào? Tôi đã nói mấy lần rồi là vấn đề ngang bằng trong cái quyền và nghĩa vụ. Bảo vệ đây cũng có nghĩa là cái anh tiêu dùng có quyền cao hơn cái anh sản xuất hay anh đi phân phối. Quyền này phải ngang bằng bình đẳng với nhau trước pháp luật. Do đó không được làm phương hại đến cái quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khác có liên quan. Và nhất là vấn đề chi phí tuân thủ về pháp luật. Thế cho nên tôi nghĩ nên chăng là một vấn đề nữa cần xin ý kiến là soi lại các cái nguyên tắc, các cái quan điểm lớn khi chúng ta đặt ra khi xây dựng dự án luật này. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần rà soát thêm các quy định để không tạo thêm gánh nặng chi phí đối với người cung cấp sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa và cũng như chi phí người tiêu dùng phải trả thêm. Luật bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi dự kiến được Quốc hội bấm nút thông qua tại kỳ họp thứ 5 vào tháng 5 năm 2023. Chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thi đua khen thưởng đối với các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Điều hành nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị các đại biểu cho ý kiến về tên gọi là nghị quyết hay pháp lệnh, việc hình thành hội đồng thi đua khen thưởng, có hay không thi đua thường xuyên hay chỉ thi đua chuyên đề, về hình thức khen thưởng khác nên quy định như thế nào, có thêm hình thức ngoài luật hay không. Hội đồng thi đua khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu chuyên trách ở Trung ương đây là trong một khối thi đua thôi. Chứ không phải là mỗi ủy ban, mỗi cơ quan, hội đồng dân tộc lại tổ chức một phong trào thi đua riêng. Như thế thì không phù hợp. Nếu chúng ta tổ chức thi đua thì chúng ta sẽ có cái đánh giá thi đua cho các cái tập thể, có đánh giá thi đua cá nhân. Và trên cơ sở đó thì có cái việc là chúng ta đề nghị các cái hình thức khen thưởng. Và ở đây là cái khen thưởng thường xuyên, khen thưởng hàng năm. Bên cạnh các cái loại hình khen thưởng khác như là khen thưởng theo chuyên đề, hay là khen thưởng đột xuất, hay là khen thưởng đối ngoại. Và một cái nội dung mà trong cái dự thảo nghị quyết, trong cái quá trình mà chúng tôi tham gia ấy, thì chúng tôi cũng báo cáo với các đồng chí bên ban các đại biểu cũng như là bên ủy ban xã hội ấy, là làm thế nào đó để chúng ta có thêm cái khen thưởng theo nhiệm kỳ của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là vấn đề thiết thực nhưng rất khó, cần nghiên cứu kỹ, làm theo đúng quy trình để bảo đảm chất lượng khi ban hành. Việc xem xét hình thức theo nhiệm kỳ với đại biểu Quốc hội cũng cần xem xét kỹ để bảo đảm phù hợp. Đóng góp vào dự thảo, nhiều ý kiến đồng thuận về việc giao cho Ban công tác đại biểu làm cơ quan tham mưu, giúp việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác thi đua khen thưởng. Sau 3 ngày làm việc, vào chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 20. Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, phiên họp lần thứ 20, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bám sát và hoàn thành toàn bộ nội dung theo kế hoạch đề ra, cho thấy sự nỗ lực, cố gắng lớn của các cơ quan bên ngoài và bên trong Quốc hội. Với 3 dự án luật được cho ý kiến, gồm luật phòng thủ dân sự, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, luật giao dịch điện tử sửa đổi, đã cơ bản đủ điều kiện trình xin ý kiến đại biểu Quốc hội chuyên trách và làm thủ tục trình đại biểu Quốc hội. Thường vụ Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về hướng dẫn thi hành một số điều của nội quy kỳ họp Quốc hội.
nghị quyết về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký Quốc hội và cho ý kiến bước đầu vào dự thảo nghị quyết về thi đua khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua việc thành lập một thành phố, hai thị xã, 34 phường, 11 thị trấn và điều chỉnh địa giới một số đơn vị cấp xã thuộc 10 tỉnh. Thống nhất với đề nghị của Thủ tướng về bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia cùng danh mục mức vốn giao cho 129 dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về dự thảo nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân, xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 12 năm 2022 và tháng 1 năm 2023, cũng như cho ý kiến đánh giá về kỳ họp bất thường lần thứ 2 và lần thứ 3. Chủ tịch Quốc hội đồng thời yêu cầu các cơ quan khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, dự thảo nghị quyết để trình kỳ sớm, đồng thời chuẩn bị tốt cho các công việc trước mắt và lâu dài, trong đó có chất vấn, trả lời chất vấn tại phiên họp thường vụ tháng 3.